đưa sang bây giờ này. Cô ta hậu cần. Bây giờ anh lấy cái sổ ra kìa, anh đi phòng nào nó có từng tấm một rồi đấy. Không có. Đằng này được rồi thì đi, ra đi, bắt đầu từ đằng này ra đi. Đi ra khác đi. Anh đi hết từ cái đường kia đâu. Bố à? Cơm chưa ông Mão? Ăn rồi. Ăn rồi. Ăn lâu rồi. Cái này như là kiểu như coi thường con, thường cháu hay sao mà khỏi không trả lời. Thế tức là cái gì?